Bình và Minh Lam kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cô động trong ngày đang được quan tâm một cách nhanh chóng và chính xác. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2022 để thông qua nội dung chương trình điều hành chi tiết kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Theo kế hoạch kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân các bang và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành các nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát lại các tờ trình, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời lập kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 để thông báo kết quả trả lời giải quyết của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước. Thưa quý vị, dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Tây Ninh giai đoạn 1 đã chính thức được khởi công vào sáng nay 29 tháng 11. Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 13 triệu 170 000 euro, tương đương hơn 364 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện nhờ nguồn chống vay ODA của Italy, ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án có hai hạng mục chính là nhà máy xử lý nước thải và hệ thống tuyến ống thu gom nước thải. Sau khi nhà máy xây dựng hoàn thành sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải từ hộ dân trên phạm vi các phường phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 và một phần phường Hiệp Ninh. Nước thải khi được thu gom về nhà máy sẽ tiến hành xử lý đạt các tiêu chuẩn quy chuẩn cho phép của nhà nước trước khi xả ra môi trường. Ngày 29 tháng 11 tại thành phố Cần Thơ, Ban truyền hình tiếng dân tộc VTV5, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội nghị phối hợp sản xuất chương trình tiếng Việt giữa VTV5 và các đài phát thanh và truyền hình khu vực Nam Bộ lãnh đạo các đài phát thanh và truyền hình khu vực Nam Bộ đã thảo luận trao đổi về những thuận lợi khó khăn trong công tác phối hợp với VTV5 thời gian qua, đồng thời kiến nghị trong thời gian tới, VTV5 cần tăng cường hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nói chung và chuyển đổi số nói riêng cho các đài địa phương cũng như tăng cường giao lưu, phối hợp giữa đài phát thanh và truyền hình các vùng miền và công tác định hướng tuyên truyền. Phó trưởng ban truyền hình tiếng dân tộc VTV5 Lê Hồng Minh mong muốn trong thời gian tới, VTV5 tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các đài trong sản xuất các chương trình truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên các kênh truyền hình hiện có của VTV5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng Câu lạc bộ nữ từ thiện tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vừa tổ chức trao tặng bò sinh sản cho phụ nữ nghèo xã Thanh Điền. Hai con bò sinh sản thứ 212 và 213 được trao tặng cho hai hội viên phụ nữ là bà Phạm Thị Mãi, năm nay đã ngoài 70 tuổi, nuôi ba cháu còn nhỏ đi học, và chị Nguyễn Thị Bùi Thúy, sinh năm 1982, là mẹ đơn thân, làm thuê làm mướn đủ nghề để nuôi con đi học. Tại buổi trao tặng bò, các thành viên trong câu lạc bộ nữ từ thiện mong muốn các hộ phụ nữ được nhận bò sẽ chăm sóc bò thật tốt, sinh sản bò con để từng bước cải thiện cuộc sống gia đình trong tương lai. Trung tâm Y tế huyện Tân Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động nhân tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2022. Tại Tân Biên tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, toàn huyện có 520 người nhiễm HIV còn sống, số còn sống đang quản lý tại địa phương là 330 người, số không quản lý là 31 người không rõ địa chỉ. Số ca mắc mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 là 51 ca, so với năm 2021 tăng 15 ca. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2022 có chủ đề chấm dứt đại dịch S thanh niên sẵn sàng. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp được tập trung là tăng cường cung cấp thông tin về HIVS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2022 diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022. cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để có một hành lang pháp lý vững chắc cho thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam. Đây là ý kiến được đưa ra tại tọa đàm Phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội. Thông tin tại tọa đàm cho thấy một trong những cột mốc quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường mua bán nợ nói chung và nợ xấu nói riêng đó là sự ra đời và chính thức đi vào hoạt động của sàn giao dịch nợ VAMC vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên thực tế cho thấy thị trường mua bán nợ Việt Nam về cơ bản vẫn còn khá sơ sài, còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là khung pháp lý cho hoạt động thị trường mua bán nợ. Tọa đàm phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam là cơ hội để nhằm tạo ra môi trường học hỏi, trao đổi kiến thức kinh nghiệm dành cho nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người làm thực tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các ý kiến tại tọa đàm được ghi nhận và gửi tới ngân hàng nhà nước nhằm xây dựng thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thưa quý vị, World Cup 2022 đang bước vào những trận cầu hấp dẫn và đây cũng là thời điểm mà tình trạng cá độ bóng đá diễn biến hết sức phức tạp. Liên tục trong những ngày qua, lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Các đối tượng cá độ bóng đá đã áp dụng công nghệ cao, sử dụng nhiều SIM điện thoại để có thể mở nhiều tài khoản cùng một lúc, khiến lực lượng chức năng rất khó phát hiện xử lý trong quá trình đấu tranh truy vết. Để điều tra truy vết các đường dây cá độ bóng đá online hiện gặp rất nhiều khó khăn bởi hầu hết các nhóm đối tượng sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí ở nước ngoài. Chúng hoạt động rất kính kẻ, thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động để che giấu các hành vi phạm tội. Lực lượng công an khuyến cáo mọi người hãy tỉnh táo để tránh xa vào bẫy của tội phạm cá độ. Đặc biệt, cá độ bóng đá tổ chức cá độ bóng đá dưới bất cứ hình thức nào đều là hành vi đánh bạc trái pháp luật tùy tính chất mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ lỡ đất bất ngờ ở thủ đô Yaoundé của Cameroon. Người dân vùng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân. Các nguồn tin cho biết khi người dân ở thủ đô Yaoundé tụ họp tại một lễ tang để đưa tiễn người thân đã mất, thì đất đá bất ngờ rơi xuống, kéo theo hàng tấn đất bùng đổ sập chôn vùi hàng chục người ở phía dưới. Một số người đã được người dân trong vùng tới kịp thời giải thoát, song nhiều người khác không được may mắn như thế. Theo số liệu cập nhật mới nhất, hiện đã có 15 người thiệt mạng và một số người bị thương. Nguyên nhân gây lỡ đất đang được làm rõ, nhưng thủ đô Yaoundé vốn được biết đến là nơi có nền đất ẩm nhất ở châu Phi và thường xuyên bị lũ lụt hoành hành. Đây là vụ lỡ đất nghiêm trọng nhất tại Cameroon kể từ sau vụ việc tương tự xảy ra năm 2019 tại thành phố Bafusan ở phía Tây, khiến 42 người thiệt mạng. Ngày 28 tháng 11, núi lửa Mauna Loa ở Hawaii ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay đã phun trào lần đầu tiên sau 40 năm. Mặc dù chưa có bất cứ lệnh sơ tán nào được đưa ra, song người dân được khuyến cáo đề phòng tình huống diễn biến nghiêm trọng. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, các hoạt động địa chất đã gia tăng tại Mauna Loa trong nhiều năm qua và ngọn núi lửa bắt đầu tỉnh chất từ đêm 27 tháng 11 với dòng chung nham đỏ rực kèm theo khí và các cột tro bụi lớn tạo thành những đám khói và hơi nước khổng lồ trên đảo lớn ở Hawaii. Dù phong trào có thể quan sát được từ khoảng cách 72 km tại thị trấn Kona trên bờ biển phía Tây của đảo chính ở Hawaii. Hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nào đối với những người sống gần núi lửa. Song cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng dựa vào những ghi chép lịch sử hoạt động của núi lửa này. Nhà chức trách ở Hawaii đã ra lệnh phong tỏa một số tuyến đường, nhưng chưa yêu cầu người dân phải sơ tán. Là một trong sáu núi lửa đang hoạt động trên quần đảo Hawaii. Mauna Loa đã phun trào 33 lần kể từ năm 1843. Đợt phun trào gần đây nhất diễn ra vào năm 1984, kéo dài 22 ngày và tạo ra dòng chung nham chảy dài tới 8 km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tenindtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tenind TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.